Trận đấu giao hữu chiều ngày 27 tháng 9 tại sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương chứng kiến màn ra mắt của rất nhiều ngôi sao tân binh của cả hai đội. Bên phía nhà đương kim vô địch V-League, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lê Phạm Thành Long, tiền đạo Giovane Magno là những gương mặt nổi bật nhất. Trong khi đó ở phía đối diện, hai bản hợp đồng bom tấn Quế Ngọc Hải và Nguyễn Hải Huy cũng có mặt trong đội hình chính của đội bóng đất thủ. Sau 90 phút, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2 đều và trước mắt cả hai đội vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp các tân binh thực sự hòa nhập với môi trường mới. Dĩ nhiên là cái trận đấu đầu tiên với một đội bóng mới thì mình nghĩ là bao giờ cũng khó khăn với rất là nhiều những cầu thủ mới đến. Và năm nay thì Bình Dương đã chiêu mộ cũng rất là nhiều cầu thủ mới và mình nghĩ là cần một cái thời gian nữa thì toàn đội sẽ ăn ý nhau hơn. Theo cá nhân tôi quan sát ở trận này thì Bình Dương đá với ba trung vệ, còn Hải Huy thì trước nay ở Hải Phòng hay ở Quảng Ninh thì cũng đều đá tiền vệ công trong cái sơ đồ 4-3-3, thì bạn cảm thấy thế nào ở một cái vai trò cũng tương đối mới trong một sơ đồ này? Tôi nghĩ là khi mà về với câu lạc bộ mới và thi đấu với cái sơ đồ mới thì mình cần phải nhanh chóng thích nghi với cái sơ đồ của huấn luyện viên trưởng và sẽ cố gắng hòa nhập thật tốt với đồng đội ở câu lạc bộ mới. Trong những cái buổi tập thì huấn luyện viên luôn muốn cho các cầu thủ được tự do thi đấu và sáng tạo hết mức có thể, và thầy cũng muốn các cầu thủ sẽ thi đấu một cách kỷ luật hơn, vì năm vừa rồi thì mình cũng biết là các cầu thủ thi đấu không được tốt và năm nay thì sẽ thi đấu kỷ luật hơn. Đến hiện tại thì mình chưa nghe được cái mục tiêu của đội và mình không biết là cái mục tiêu vô địch ở đâu ra, nhưng mà toàn đội sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và từng trận một, và nếu mà có cơ hội thì chắc chắn là đội Bình Dương sẽ cố gắng để đạt được cái mục tiêu của Bình Dương.